con nuôi lươn không bùng, không ngán ngại điều gì ngoài việc bỏ công sức nhiều để thay nước bé cử một ngày. Nhưng một nông dân ở Trà Vinh đã tìm cách khắc phục được nhược điểm này. Mời bà con cùng tìm hiểu trong bản tin làm nông thông minh ngày hôm nay. Ngoài ra còn những thông tin đáng chú ý khác. Thủ phủ bưởi da xanh ở Bà Rịa Vũng Tàu nguy cơ thất thu vụ Tết. Bà con trồng mai vàng Hậu Giang khắc phục tình trạng ra hoa sớm. Nông dân miền Tây thất thoát ít khi đưa hoa kiển ươm trồng trong nhà kính. Thưa bà con, xã Sông Xoài ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là vùng đất đỏ, nhưng lại trồng bưởi da xanh rất tốt, bưởi cho trái to, đều và đẹp hơn các loại bưởi khác. Giá bán thì không phải lo, nhưng đó chỉ là những mùa trước. Còn bây giờ thì nông dân trồng bưởi ở đây đang đối mặt với vụ Tết thất thu vì trái chín sớm so với kế hoạch mà năng suất lại giảm. Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng vườn bưởi 3.000 m2 của gia đình ông Trương Nghìn Du, mỗi trái đã đạt trọng lượng 1 kg. Ước 1 hecta chỉ cho thu hoạch 25 tấn, giảm 5 tấn so với năm ngoái. Sở dĩ sản lượng giảm mạnh do năm nay là năm nhuận, cộng với thời điểm cắt nước, tỉa cành, gặp đúng cơn mưa trái mùa khiến vườn bưởi đồng loạt bung hoa kết trái sớm. Mưa lớn liên tục cũng khiến hoa bị thối nhụy, không đậu trái, nên vụ Tết năm nay coi như thất thu. Sản lượng và chất lượng bị giảm sút còn là do đa số người trồng bưởi sản xuất theo quy trình chưa khoa học. Việc lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón khoa học đã ảnh hưởng tới chất lượng đất trồng. Để cứu thương hiệu bưởi da xanh Sông Xoài, khoảng 1 năm trở lại đây, một số hộ tại địa phương đã bắt đầu chuyển hướng sang trồng bưởi theo phương pháp hữu cơ. Khi mới chuyển đổi từ phương pháp truyền thống sang hướng hữu cơ, năng suất sẽ giảm, thời gian thu hoạch lâu hơn. Tuy nhiên, lợi ích mà phương pháp hữu cơ mang lại sẽ cho ra những sản phẩm an toàn, ngon, đặc biệt là an toàn cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng, có giá trị lâu dài. Khi có giá thông hành, chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp giúp cho loại trái cây này vươn ra thị trường rộng lớn hơn. Năm chuẩn cộng với thời tiết ẩm ương nên hoa mai trổ sớm, người trồng kiển nhiều nơi lo lắng. Thì tại hợp tác xã Mai Vàng Phú Hưng ở xã Đồng Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nơi chuyên trồng mai kiển phục vụ Tết cho thị trường các tỉnh lân cận đang phát triển tốt. Người dân kỳ vọng vào một cái Tết mua mây bán đắt. Đáng nói là năm nay nhà vườn còn có cách tiếp thị hiện đại. Thời điểm này, các thành viên hợp tác xã Mai Vàng Phú Hưng tất bật cắt tỉa, kiểm tra, xử lý từng chậu mai chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán. Lợi nhuận từ bán mai Tết cao nên một số hộ tham gia hợp tác xã ngày càng nhiều. Năm nay, hơn 60 thành viên dự kiến cung ứng cho thị trường hơn 20.000 chậu, nhiều hơn năm rồi 4.000 chậu. Nắm bắt nhu cầu thị trường, hợp tác xã chuyên trồng mai Nguyên Thủy, chủ yếu là giống mai Giảo Thủ Đức với cánh hoa to, rực rỡ. Tùy chậu sẽ có giá từ vài trăm ngàn đến gần 30 triệu đồng. Năm nay, các thành viên tăng cường quảng bá mai qua trang Facebook cá nhân. Ngành nông nghiệp huyện Châu Thành hỗ trợ đăng ký tài khoản trên trang Nông sản Hậu Giang. Nhờ vậy, sản phẩm được biết đến rộng rãi. Do năm chuẩn, nhiều nơi mai trổ qua sớm, nhưng nhờ có biện pháp xử lý nên hợp tác xã kiểm soát tốt tình trạng này. Thì từ đây tới Tết là coi như là cái mai là nếu mà bông ra bông nào thì chỉ khó bấm bỏ bông nấy, là không có cho phát triển đọt nữa. Bởi vì là tàn nhánh mình làm nó đủ hết rồi. Bây giờ chỉ giữ lại là cái nào bông nhỏ là mình bấm xử lý ba cái đọt non hết trơn vô cho nó nuôi lại cái bông cho nó lớn kịp Tết. Còn cái nào mà nó chỗ bông bự thì mình đừng có gớ tới nó, chừng nào gần lạc lá mình mới hết sữa. Hợp tác xã nhận chăm sóc cho thuê mai trưng bày dịp Tết, giá từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng một cây. Sau mỗi vụ Tết, một hộ thu về từ 100 đến 250 triệu đồng. Hiện mai phát triển tốt, các nhà vườn phấn khởi, hy vọng một cái Tết sung túc. Trái cây thì có nhiều mùa, nhưng mà qua kiển trổ lên thì chỉ có một mùa duy nhất, bởi sai một ly là có thể đi cả một năm. Trong đó thì người trồng qua kiển sợ nhất là nước và nhiệt độ. Thiếu hay thừa nước cũng là mối nguy đe dọa nhà vườn. Biết được nhược điểm đó cho nên là nông dân ở vùng bãi núi của tỉnh An Giang đã nghĩ ra cách khắc phục được vấn đề nhiệt độ khi trồng hoa kiển, khác với truyền thống thu về tiền lời hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là khuôn viên vườn hoa kiển được trồng trong nhà kính có quy mô trên 2 công với hơn 30 loại hoa kiển phục vụ Tết. Vườn kiển Tám Mẫn là tên thường gọi của ông Phan Minh Mẫn, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông cho biết áp dụng ươm hoa giống trong nhà kính đã được 3 năm nay. Từng thất bại nhiều lần khi nhân giống hoa theo phương pháp truyền thống dịp thời tiết xấu. 5 năm trước, ông tình cờ ghé trang trại ở Đà Lạt nên học hỏi được cách thức trồng cây trong nhà kính.
sau đó về quê áp dụng. Cái khó ở đây là nhiệt độ trong nhà kính lúc nào cũng cao hơn môi trường bên ngoài từ 2 đến 3 độ C. Năm rồi, ông Tám Mẫn xuất ra thị trường khoảng 30.000 chậu hoa kiển các loại. Ngoài giống hoa kiển truyền thống trong vùng, ông còn nhập thêm các giống xứ lạnh như cúc họa mi, hướng chân lùng và có cả dâu tây. Với lòng đam mê trong nghề trồng hoa và mạnh dạn đầu tư cách làm mới, vườn hoa của ông Mẫn đang được các thương lái trong và ngoài huyện đặt mua với giá cao hơn năm trước. Mô hình đang cho thấy hiệu quả kinh tế cao. Thưa bà con, những năm gần đây rầy nâu xuất hiện và gây hại ở cả ba vụ lúa thay vì chỉ chủ yếu ở vụ xuân như đầu những năm 2000. Nông dân giờ còn có thói quen sử dụng thuốc trừ rầy, chờ mật số cao phối trộn với rất nhiều loại thuốc với nhau, tăng liều, phun không đúng cách dẫn đến là tăng chi phí, tăng tính kháng rầy nâu. Mới đây, Corteva AgriScience Việt Nam phối hợp với tập đoàn Lộc Trời tổ chức buổi tọa đàm quản lý tính kháng rầy nâu vụ đông xuân bằng thuốc trừ rầy Pestena 106SC. Đây là sản phẩm thế hệ mới với hoạt chất tiên tiến giúp diệt rầy nhanh, hiệu quả cao và kéo dài, đồng thời rất an toàn, thân thiện với môi trường và thiên địch. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã đưa ra giải pháp mới trong diệt rầy với loại thuốc mới hiệu lực kéo dài đến 21 ngày sau khi phun. Chỉ 30 phút xử lý thuốc, rầy bắt đầu chết. Pestena 106SC quản lý tốt các tuổi rầy và rầy kháng thuốc với cơ chế chuyên biệt mà vẫn an toàn với môi trường và thiên địch, giúp bà con nông dân kiểm soát rầy ở giai đoạn sớm nhằm bảo đảm một vụ mùa bội thu. Sản phẩm này phun ở giai đoạn lúa 35 đến 45 ngày sau xạ, bảo vệ đồng, mang đến cho bà con nông dân một vụ mùa bội thu. Thưa bà con, mô hình nuôi lươn không bùn khá là phổ biến trong những năm gần đây. Người nông dân áp dụng làm nhiều cũng bởi thấy được hiệu quả của những hộ có ít đất sản xuất. Nhưng mà với cách nuôi này thì khó ở chỗ là phải thay nước thường xuyên. Chỉ cần ô nhiễm nước một chút thôi là lươn sẽ chết ngay. Trong mô hình thông minh sau ít phút nữa, xin chia sẻ đến bà con cách hạn chế nguồn nước ô nhiễm trong quá trình nuôi. Hồi xưa tới giờ thì không có nó về. Mà bây giờ tại sao tự nhiên nó lại nó về nó ở đây? Cũng nguy hiểm là tại hoàn cảnh của mình khổ, thì gán người mưu sinh, nhờ đó sống qua ngày con tháng. Nhiều người mù người ta làm không có được việc như vậy, mà nó bằng vậy là nó hay lắm. Bà con nuôi lươn không bùn ít tốn diện tích đất, nhưng bù lại thì nông dân phải bỏ công rất là nhiều để thay nước, một ngày ít gì thì cũng là 3 lần. Bởi vì thức ăn thừa làm cho nguồn nước mau dơ, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật và lươn chậm phát triển. Nhưng mà có một nông dân ở Trà Vinh đã kỹ ra cách để khắc phục được nhược điểm này, mời bà con cùng tìm hiểu. Đây là trang trại lươn rộng 200 m² của anh Tô Phước Mạnh, ngụ tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Anh Mạnh cho biết trước đây anh nuôi rắn ri dơi, nhưng do khá tốn kém trong khâu thức ăn nên anh chuyển sang nuôi thêm lươn, lấy phân lươn làm thức ăn cho cá trê, rồi lấy cá trê cho rắn ăn. Lúc đầu nghĩ nuôi theo dòng tuần hoàn chỉ để tập trung và phát triển nghề nuôi rắn. Nhưng sau một năm, anh thấy nuôi lươn có hiệu quả. Từ 6.000 con giống ban đầu, anh nâng tổng đàn lên 21.000 con. Cái giá thể của mình thì mình làm dạng như cái phao vậy đó. Rồi giờ giá thể thì nó có cái dây ở trên á, khi mình cho ăn á mình gãy trên cái dây, nó không có tan trong nước á, thì con lươn nó ăn được hết chất cái gì mình cần trộn cho nó ăn, thành ra nó mau lớn hơn. Bể nuôi lươn được anh thiết kế là bể xi măng, mỗi bể có 1-2 dĩ là nơi để lươn làm tổ trú cụ. Bên trên có thiết kế vòi phun sương kết hợp khi vệ sinh chuồng trại. Nhờ thiết kế nuôi lươn bằng dĩ nên khâu trăng khá nhẹ. Thức ăn được để trên chỉ, hạn chế hao hụt trong nước gây ô nhiễm. Đồng thời khâu vệ sinh nguồn nước cũng tiết kiệm công sức hơn. Anh Mạnh cho biết, nhờ mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng, xây dựng hệ thống xử lý nước và kết hợp nuôi trồng chỉ, giúp lươn sinh trưởng nhanh hơn, từ 7 tháng đã có thể bán lươn thịt. Hiện anh Mạnh thả nuôi 70.000 con lươn, ước tính khoảng 12 tấn và đã được thương lái các tỉnh bao tiêu toàn bộ. Trừ hết chi phí, mô hình này giúp anh thu lợi hơn nửa tỷ đồng. Bí quyết nuôi lươn không bùn thương phẩm thành công của anh Mạnh đã khắc phục điều mà người chăn nuôi ngán ngẩm. Tất cả là một quá trình tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trong quá trình nuôi. Đến đây bản tin làm nông thông minh cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.